Ngày 8 tháng 5 sắp tới đây là ngày Thalassemia quốc tế. Các bạn có biết Thalassemia là bệnh gì mà lại có một ngày dành riêng như vậy không? Hôm nay mình Châu Lâm, học lớp IE 42 sẽ cùng các bạn trao đổi về những vấn đề cơ bản của bệnh Thalassemia. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng ôn lại một số kiến thức về hemoglobin. Hemoglobin nằm trong hồng cầu có chức năng chính là vận chuyển oxy. Về cấu tạo sẽ gồm hai phần là phần hem và phần globin. Phần hem thì chúng ta sẽ không nói nhiều ở đây, chủ yếu chúng ta sẽ tập trung nói vào phần globin. Qua từng giai đoạn phát triển của người, các chủ globin trong hemoglobin cũng sẽ thay đổi theo. Các gen của chủ globin nằm ở hai nhiễm sắc thể là nhiễm sắc thể số 16 và nhiễm sắc thể số 11. Trong quá trình phát triển thì nơi sản sinh ra hemoglobin cũng sẽ thay đổi theo. Ở dưới hình B là vị trí sản xuất ra hemoglobin ứng với thời gian cũng như là phần trăm của các chuỗi globin. Ở đây chúng ta cần nhớ ít nhất là hai ý chính. Ở người trưởng thành, hemoglobin chủ yếu là HbA gồm có alpha 2, beta 2 và tỷ lệ alpha chia non alpha ở người trưởng thành là 1. Đó là những kiến thức cơ bản về hemoglobin. Chúng ta sẽ bắt đầu về phần tổng quan của bệnh thalassemia. Chữ gốc thalassemia, thalassa ở tiếng Hy Lạp có nghĩa là biển, do đầu tiên được gặp ở dân cư vùng Địa Trung Hải. Khởi đầu thì gọi là thiếu máu miền biển hay là thalassic anemia. Sau này thì được đổi tên lại thành thalassemia. Thalassemia là những rối loạn trong sinh tổng hợp những chuỗi alpha và beta globin. Về phân loại thì có hai cách phân loại: theo sinh học hoặc là theo lâm sàng. Theo sinh học có rất nhiều loại như đã liệt kê dưới đây. Theo lâm sàng ta chia làm 3 loại là thể nặng, thể vừa và thể nhẹ. Ở trong bài thuyết trình này mình chia ra làm hai phần chính kết hợp cả hai cách phân loại này: phần 1 beta thalassemia, phần 2 alpha thalassemia. Chúng ta bắt đầu vào phần 1 beta thalassemia. Beta thalassemia có những đặc điểm chung như sau. Bệnh beta thalassemia chủ yếu là do những đột biến tạo ra. Ở những bệnh nhân này sẽ có thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc. Phân loại sẽ gồm có 3 thể chính là beta thalassemia thể nặng, thalassemia thể vừa và thalassemia thể nhẹ. Đầu tiên, thalassemia thể nặng. Ở những bệnh nhân này không có hoặc có rất ít chuỗi beta globin được tạo ra. Quá nhiều chuỗi alpha globin sẽ dẫn đến việc sinh hồng cầu không hiệu quả là một đặc trưng của beta thalassemia. Về sinh lý bệnh thì chúng ta chia làm 4 nhánh. Đây cũng là sinh lý bệnh chung của beta thalassemia. Sinh hồng cầu không hiệu quả là do việc chết chương trình ở những lứa chưa trưởng thành. Nguyên nhân chết chương trình chủ yếu nằm ở màng hồng cầu bị thay đổi về cấu trúc, về chức năng ở nhiều mặt như là tính thấm, độ bền, những cái biến dạng. Chính việc sinh hồng cầu không hiệu quả này sẽ tạo nên những triệu chứng kinh điển của beta thalassemia. Quá nhiều alpha globin. Khi những alpha globin này thoái biến sẽ tạo nên các hemichrome với những bổ thể C3 bám lên màng hồng cầu, biến thành kháng nguyên, thu hút các kháng thể IgG và sau đó nó sẽ bị thực bào. Đó chính là nhánh thứ hai, immune removal. Nhánh thứ ba, hypercoagulation. Ở những bệnh nhân beta thalassemia, khi có tổn thương màng hồng cầu sẽ dẫn đến cơ chế flip-flop phospholipid, dẫn đến sự lộ diện của phosphatidin serine tiền đông tích điện âm. Những phosphatidin serine này sẽ tạo nên, sẽ kích hoạt nên cái thrombin, hình thành nên các huyết khối, những cái fibrin tiểu cầu, hồng cầu bị ngấm chuỗi alpha, màng hồng cầu sẽ trở nên rắn, độ dẻo và khả năng co giãn sẽ giảm, sức bền hồng cầu sẽ tăng, nên nó sẽ dễ vỡ khi qua các hệ thống xoang hệ võng nội mô, và nó cũng là một nguyên nhân dễ gây tắc mạch ở vi mạch, dễ tạo nên huyết khối. Đó chính là những cái vấn đề cơ bản về sinh lý bệnh. Thì các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn có thể tham khảo ở phần tài liệu tham khảo ở cuối bài. Đặc điểm lâm sàng
ở những đứa trẻ bị beta thalassemia sẽ có những cái triệu chứng lâm sàng đầu tiên ở trong khoảng từ 6 tháng cho tới 1 tuổi, với những biểu hiện như là vàng da, trẻ chậm lớn, bụng to, thiếu máu nặng. Trẻ sẽ có hầu hết tất cả các triệu chứng vào năm 2 tuổi như là đã liệt kê dưới này: gan to, lách to, những cái biến dạng xương tạo nên những cái gương mặt thalassemia, loãng xương, cơ địa dễ nhiễm trùng. Ở những bệnh nhân này, việc truyền máu thường xuyên là bắt buộc, nhưng điều này cũng đã dẫn đến hậu quả là những virus, những vi khuẩn lây nhiễm theo đường truyền và tạo nên một vấn đề quan trọng, đó chính là quá tải sắt, iron overload. Quá tải sắt có hai nguyên nhân: thứ nhất là do truyền máu, thứ hai là do việc tăng hấp thu sắt ở ruột ở những bệnh nhân beta thalassemia. Nó dẫn đến rất nhiều hậu quả nặng nề lên hầu hết tất cả các cơ quan trên cơ thể, ví dụ như là suy tim, bệnh phổi, xơ gan, suy thận. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các tuyến nội tiết, gây ra những hiệu quả nặng nề như là trẻ sẽ chậm lớn, sẽ suy sinh dục, sẽ nhược giáp, suy cận giáp, tiểu đường, vân vân. Để kiểm soát sắt là rất quan trọng. Cận lâm sàng ở những bệnh nhân này chúng ta có thể thấy được ở trên phim, ở trên công thức máu là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắt. Chúng ta có thể cho chạy điện di hemoglobin hoặc là sắt khí lỏng cao áp HPLC để thấy được HPA mất hoàn toàn hoặc là có rất ít, hầu hết là HBF và HPA2 có thể là bình thường, tăng nhẹ hoặc là giảm. Tiếp theo là về điều trị ở những bệnh nhân này. Tất nhiên, việc truyền máu thường xuyên là bắt buộc và đi đôi với nó phải là thải trừ sắt. Ngoài ra, chúng ta có thể cung cấp một số vitamin cho những bệnh nhân này. Có một số bệnh nhân sẽ có chỉ định cắt lách, nhưng chúng ta hãy luôn nhớ rằng hãy để cho bệnh nhân thalassemia sống với lá lách của họ. Và ở những bệnh nhân này, ở những bệnh nhân đã cắt lách thì phải lưu ý một cái vấn đề, đó chính là nguy cơ nhiễm trùng nặng, vỡ bờ tràn ngập, OPSI rất nguy hiểm và sốc nhiễm trùng. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học thì có nhiều cái phương pháp tiên tiến hiện đại tạo nên rất nhiều hy vọng cho những bệnh nhân beta thalassemia, ví dụ như là ghép tủy, hemoglobin F reactivation hoặc liệu pháp của tương lai, đó chính là liệu pháp gen. Ở đây chúng tôi cung cấp cho các bạn hai hình ảnh ở của bệnh nhân thalassemia. Thứ nhất là hình ảnh về gương mặt thalassemia, thứ hai là một hình ảnh ở trên phim X-quang, một cái đặc trưng rất điển hình là hair on end. Qua thể bệnh thứ hai, thalassemia thể trung gian hay là thalassemia thể beta thalassemia thể vừa. Beta thalassemia thể vừa thường là không truyền máu thường xuyên và có nhiều thể đột biến tạo ra nó. Chính vì vậy nên triệu chứng lâm sàng cũng rất đa dạng, nhưng hầu hết là thiếu máu nhẹ. Mặc dù vậy, cũng có một số ít những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng giống với thalassemia thể nặng. Ở những bệnh nhân này thì chúng ta có thể chẩn đoán dựa trên là điện di hemoglobin. Mặc dù vậy, cái việc chẩn đoán phân biệt cũng khá là khó khăn. Chúng ta có thể dựa theo một số cái đặc điểm, ví dụ như là thời gian khởi phát ở những bệnh nhân thalassemia thể nặng là thường là dưới 2 tuổi. HBF ở những bệnh nhân thalassemia thể nặng thường lúc nào trên 50. Ở những bệnh nhân thalassemia thể trung gian thì khoảng từ 10 tới 50. HBA2 tất nhiên ở những bệnh nhân thalassemia thể nặng sẽ bé hơn 4%. Và ở thalassemia thể trung gian thì lớn hơn 4%. Về vấn đề điều trị, ở những bệnh nhân này chúng ta có occasional transfusions. Mặc dù không cần phải truyền máu thường xuyên, nhưng ở những bệnh nhân này vào những giai đoạn đặc biệt, ví dụ như là mang thai, thì cái vấn đề truyền máu vẫn là cần thiết. Và đi đôi với nó thì cũng phải là thải trừ sắt. Bởi vì không chỉ truyền máu mới gây quá tải sắt mà
Còn có một cơ chế khác như đã nói là cái việc tăng hấp thu sắt ở ruột. Thể cuối cùng, beta-thalassemia thể nhẹ, thường gặp và thường là không có triệu chứng lâm sàng gì cả, có thể là có thiếu máu nhẹ thôi. Cận lâm sàng, chúng ta có thể dựa vào HbA2 để chẩn đoán. HbA2 nó sẽ tăng nằm trong khoảng từ 3,5% cho tới 7,1%, trung bình là 5,1%. Ngoài ra chúng ta có thể chẩn đoán dứt khoát dựa vào tỷ lệ sản xuất các chuỗi globin alpha và beta. Chúng ta có tìm ra được bằng các kỹ thuật sinh học phân tử như là PCR định lượng chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần 2 là alpha thalassemia. Nó có khác gì so với beta thalassemia thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây. Ở những bệnh nhân này, vấn đề không phải là đột biến gen mà là mất gen. Càng nhiều gen alpha bị mất thì mức độ nặng sẽ càng nặng nề. Phân loại kinh điển có 4 loại là silent carrier, alpha thalassemia trait, HbH disease và hydroxyphotphosphatase, có nghĩa là phù nhau thai. Ngoài ra còn còn những cái thể ít gặp hơn do những cái đột biến về cấu trúc tạo ra. Về sinh lý bệnh của alpha thalassemia khác beta thalassemia ở chỗ nào? Giống chỗ nào? Giống ở chỗ là tăng độ rắn của màng hồng cầu. Nhưng khác ở chỗ là màng hồng cầu lại rất bền. Trong khi đó, ở bệnh nhân beta thalassemia, màng hồng cầu rất kém bền. Chính vì điều đó thì hồng cầu chết ở bệnh alpha thalassemia chủ yếu là hồng cầu trưởng thành chứ không phải là hồng cầu non như là beta thalassemia. Nên vấn đề cốt lõi ở những bệnh nhân này là tán huyết hemolysis chứ không phải là sự tạo hồng cầu không hiệu quả. Thể bệnh đầu tiên, silent carrier. Kiểu gen của nó thì sẽ mất một gen alpha trên 4 gen alpha. Ở đứa trẻ mới sinh ra thì HbBAT có nghĩa là hemoglobin với 4 globin gamma. Nó sẽ tăng nhẹ thôi, khoảng từ 1 tới 2%. Ở những người trưởng thành, có những người không hề có triệu chứng nào cả. Hoặc là thiếu máu, hồng cầu nhỏ nhược sắt, rất nhẹ thôi. Khi chúng ta điện di hemoglobin thì cái tỷ lệ HbA2 và HbF hoàn toàn bình thường. Chúng ta có thể phân tích chuỗi globin sẽ thấy được là tỷ lệ alpha và beta sẽ là khoảng 0,8 đến 0,9, có nghĩa là lúc này alpha đã giảm nhẹ. Thể bệnh thứ hai là alpha thalassemia trait. Kiểu gen sẽ mất hai gen alpha. Nếu tinh ý một chút chúng ta có thể thấy được là từ đó sẽ tạo nên được hai kiểu là kiểu cis và kiểu trans. Ở những bệnh nhân có kiểu gen cis có nguy cơ tạo ra một đứa con không có bất kỳ một gen alpha nào cả nếu như cả hai vợ chồng đều có chung kiểu gen cis. Ở vùng Đông Nam Á chúng ta cái kiểu gen cis nó nhiều hơn là trans nên cái tỷ lệ mà đẻ ra một đứa trẻ không có gen alpha thường phổ biến. Đặc điểm lâm sàng ở những bệnh nhân này cũng chỉ có thiếu máu nhẹ thôi. Để phân biệt với cái silent carrier thì chúng ta sẽ thấy là HbBAT nó sẽ tăng nhỉnh hơn một chút, khoảng từ 5 tới 6%. Tỷ lệ của alpha chia beta cũng thấp hơn một chút, khoảng từ 0,7 tới 0,8 thôi. Ở thể bệnh thứ ba của alpha thalassemia đó là bệnh HbH. Nhưng mà tại sao gọi là HbH, bệnh HbH? Trong khi các bạn biết là HbH, hemoglobin H là hemoglobin có 4 chuỗi beta, trong khi ở cái bệnh này thì chúng ta chỉ mất 3 gen alpha mà thôi. Có nghĩa là vẫn còn globin alpha được tạo ra. Thì sở dĩ gọi tên như vậy tại vì ở những bệnh nhân này chúng ta sẽ tìm thấy được một lượng nhỏ HbH trong hồng cầu. Đặc điểm lâm sàng của những bệnh nhân HbH thì nó đa dạng nhưng thường gặp nhất là thiếu máu, hồng cầu nhỏ, nhược sắt, thiếu máu tán huyết, gan to, lách to, vàng da.
để chẩn đoán thì chúng ta có thể làm những cái cận lâm sàng, thì chúng ta có thấy được là cái tỷ lệ alpha chia beta nó sẽ giảm nhiều, rơi vào khoảng 0,2 đến 0,6 thôi. Và khi chúng ta điện di ra, chúng ta có thấy được HBH cuối cùng, HBH hydroxysteroid syndrome, là thể bệnh nặng nhất của alpha thalassemia. Những đứa trẻ này không có bất kỳ một cái gen alpha nào hoạt động hoặc mất tất cả các gen alpha. Về đặc điểm, bởi vì trẻ này không có gen alpha nên tất cả globin đều là globin gamma hết. Nhưng globin gamma lại có áp lực với oxy rất cao. Chính vì đó, những cái mô nó sẽ thiếu oxy trầm trọng, dẫn đến đứa trẻ sẽ chết ngay ở trong bụng mẹ. Rồi, vậy là đó là những cái vấn đề về alpha thalassemia, beta thalassemia. Phần cuối cùng cũng là phần quan trọng, đó chính là chẩn đoán trước sinh. Đây là vấn đề rất có ý nghĩa đối với những cặp vợ chồng có nguy cơ đẻ ra những đứa trẻ thalassemia thể nặng. Hiện nay có rất nhiều phương pháp để chẩn đoán trước sinh, tùy thuộc vào hoàn cảnh, cơ địa, vào giai đoạn thai. Để tìm được DNA của đứa trẻ thì có nhiều mẫu bệnh phẩm được sử dụng. Ví dụ như là sinh thiết gây nhau thường được sử dụng, chọc giò dịch ối ít được sử dụng hơn. Thể dùng cả máu đứa trẻ để tìm DNA. Và hiện tại người ta đang phát triển một phương pháp, một kỹ thuật mới, đó chính là lấy máu mẹ để tìm DNA của con. Mỗi mẫu bệnh phẩm, mỗi mẫu kỹ thuật đều có cái thời gian lấy sớm trễ khác nhau, cũng như là độ an toàn khác nhau tùy theo quyết định của người mẹ, của gia đình mà chúng ta chọn và tư vấn cho phù hợp. Đó là tất cả những gì mà mình muốn trao đổi với các bạn về bệnh thalassemia. Đây là một số tài liệu tham khảo mà mình đã sử dụng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.